Alo, chị đây. Chị ơi, hôm nay em bị sốt. Em xin phép nghỉ làm ngày hôm nay được không ạ? Ừ, thế em cứ nghỉ đi. Khi nào khỏe thì đi làm. Không sao thật chứ chị. Tại hôm nay cũng có hai bạn phục vụ xin nghỉ ạ. Không sao, chị xoay sở được mà. Thế nhá, em nghỉ ngơi đi. Chờ tớ lâu chưa? Tớ á, thì tớ cũng loanh quanh đây mua vài cái túi rồi vào đây luôn thôi. Kinh, độ này sang chảnh gớm nhỉ. Cái bộ váy này chắc cũng độ khoảng vài củ đấy. Ngày nào cũng thế mà, chồng tớ cứ đưa tiền cho tớ, bắt đi tiêu bằng hết mới về. Thế á, chồng cậu chiều cậu thật đấy. Còn chồng tớ thì cả tháng cho mua sắm có một lần thôi. Thế á. Ôi, cậu mua xe riêng rồi à? Ôi dào, tớ cũng chẳng thích lắm đâu. Nhưng mà chồng tớ cứ bắt mua ấy. Bảo là bao giờ có điều kiện thì mua cho nhiều cái. Mỗi cái váy một cái xe cho nó tông xì tông. Cậu thích thật đấy, chồng chiều thế. Xe này xịn lắm đấy này. Dạ, nước của hai chị đây ạ. Chắc. Là hai cậu à? Lâu lắm rồi không gặp. Cậu làm việc ở đây à? Tớ làm việc ở đây. Dạo này trông hai cậu khác quá. Trẻ trung, xinh đẹp và cũng sành điệu hơn nữa. Trông cậu thì vẫn thế nhở. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây nói chuyện đi. Để tớ. Cà phê có chuyện gì mà chả nói thế? Cũng chẳng có chuyện gì cả. Chả là cuối tuần này vợ chồng tôi định tổ chức ăn mừng anh sang lên chức giám đốc. Hả? Bà là phu nhân giám đốc á? Chả lẽ... Thế bà không biết à? Anh sang ấy sắp lên chức giám đốc rồi. Anh Hoàng nhà bà không có nói với bà à? Anh Hoàng... Chán thế nhở? Anh Hoàng với cả anh Sang cùng một xuất phát điểm và cuối cùng anh Sang đã lên chức giám đốc rồi đấy. Cũng chẳng có gì, chả là chủ tịch mới là người công bằng, thấy anh Sang nhà tôi có năng lực nên là mới cất nhắc lên. Thiệp mời thì tôi cũng gửi qua cho bà rồi đấy, vợ chồng bà nhớ phải đến đấy nhá. Tôi đến mà. Mà chồng bà có lẽ về sau ấy phải nhờ vả anh Sang nhà tôi nhiều. Bà bảo khéo với chồng bà giúp đỡ chồng tôi với nhá. Tôi có chút chuyện muốn nhờ bà đấy. Bao nhiêu năm rồi bà vẫn ghét cái Trang thế à? Chứ sao, ai bảo ngày xưa nó không giỏi. Thật may bây giờ ông trời có mắt rồi, tôi lại có cơ hội để đì nó. Bà nhớ phải giúp tôi đấy nhá. Biết rồi. Chuyện đấy thì dễ mà. Chồng bà đến đón kìa. Anh đã xong việc chưa? Chúng ta đi thôi em. Em chào anh ạ. Phương đây à? Dạ. Em có về luôn không? Tiện đường anh đưa về luôn. Em có lịch hẹn với bạn rồi, lát em về sau. Thế thì hôm tới nhớ đến chung vui với vợ chồng anh nhá. Dạ. Vợ chồng em nhất định sẽ đến ạ. Em chào anh. Cậu về nhá. Nhớ đến đấy nhá. Đi thôi. Alo, Phương à? Ừ, tớ đây. Trưa nay cậu có tới dự mừng chồng Thư lên chức giám đốc không? Tớ cũng có nghe thì Thư nói gì đâu. Thực ra Thư cũng không mời ai cả, mà bọn mình tới chúc mừng ấy mà.
ai thân thì người đấy tới. Ừ, vậy thì gửi thời gian và địa điểm cụ thể cho tớ nhá. Ok. Ừ, bye bye. Alo, chồng à? Anh xuống máy bay rồi đấy à? Em đang trên xe ra sân bay đón anh, chắc khoảng 5 phút nữa là tới nơi. Chồng đợi em một chút nhá. Rồi à, em đưa chồng đi dự tiệc của bạn em cùng với em luôn. Ừ, vâng. Anh ơi, anh đi nhanh đến giúp em với. Alo, cậu đến chưa? Sếp ơi, xe đang sửa. Chắc khoảng tầm 30 đến 45 phút nữa mới xong sếp ạ. Cái gì? 30-45 phút nữa? Ôi, anh ơi, thế thì có muộn không? Cậu không có cách nào khác à? Vợ tôi đang vội mà. Vậy hay là sếp đặt xe có ứng dụng Hay giúp em được không ạ? Ứng dụng gọi xe Hay á? Vâng sếp, em thấy gọi xe có ứng dụng Hay là sự lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu di chuyển sân bay và đường dài. Anh tải app về dùng tạm giúp em nhé. Thôi được rồi. Ứng dụng đặt xe Hay hả anh? Ứng dụng này em biết đấy. Hôm trước em được bạn giới thiệu. Ứng dụng này cũng khá là tiện và giá cước lại còn tốt nữa. Mấy bạn nhân viên ở trong quán cà phê của mình cũng hay sử dụng ứng dụng này để đặt xe, ghép xe để về quê. Như vậy sẽ tiết kiệm chi phí. Đây này. Đây là ứng dụng đặt xe Hay. Trong này thì có các tính năng như là bao xe, đi ghép, sân bay, đi ngay và giao hàng. Như vậy rất là tiện dụng và phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi người dùng đấy. Cũng hay phết nhỉ. Thế thì từ giờ ấy, mỗi lần anh đi công tác ra sân bay, anh sẽ gọi xe qua ứng dụng cho tiện. Để anh thử đặt xe. Alo, tôi đây. À, tôi đang đứng chờ đường ấy, trước khu sân bay anh ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh nhé. Mấy chị lên xe. Lên đây. Thôi, anh vào bên trong đi, để ở đây em chờ khách cho. Nhỡ bên đằng trong người ta đợi thì sao? Ừ. Thế thì anh vào trong trước nhá. Alo. Ừ. Đây là nhà hàng cao cấp. Ừ. À, anh Khang. Chúc mừng hai vợ chồng cậu nhá. Ôi, mua quà gì mà đắt tiền thế? Ngại chết đi được ấy. Có tí này quà sao mà so với tình cảm của hai đứa mình được. Cậu nhận cho mình vui nhá. Được, cảm ơn Phương nhá. À, mà cậu nhớ bảo với anh Sang để ý chồng tớ với nhá. Biết rồi. Kìa, cái chàng đến kìa. Gửi anh tiền. Cảm ơn anh nhá. Em đi vào trước đi. Anh ra nghe điện thoại một chút nhá. Thư, Phương, xin lỗi tớ đến hơi muộn. Tớ đến để chúc mừng hai vợ chồng cậu. Có món quà tặng hai người. Hy vọng là hai người sẽ thích. Ai bảo cậu tới đây? Tớ... Trang ơi, tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây. Tôi và cậu ấy không có cùng đẳng cấp đâu. Và cái nhà hàng cao cấp này này, không phải ai cũng là người được tôi mời đến đây để chúc mừng. Cậu nói như vậy là sao? Tôi nói cậu đến là cậu đến à? Cậu không biết vị trí của mình ở đâu hả Trang? Cậu... Dăm ba cái thứ đồ rẻ tiền này mà cậu cũng định đến để chúc mừng tôi đấy à?
cậu còn chưa xem bên trong món quà là gì mà. Có những thứ tôi không cần phải xem mà tôi cũng biết giá trị của nó nằm ở đâu rồi. Những thứ đó ấy, xứng đáng tôi vứt vào sọt rác. Và cậu cũng vậy. Cậu làm cái gì đấy hả? Đúng rồi đấy Tâm ơi, cái cha ngồi dưới bàn mình đấy, đi học lúc nào cũng mượn sách mượn bút, bây giờ vẫn trơ trẽn như thế, khách không mời mà đến. Quảng cáo mạnh lên. Làm cái gì đấy? Thôi đi. Đấy. Này. Này xem này. Em có làm sao không? Em không sao. Các cô làm cái trò gì đấy à? Hả? À, hóa ra đây là chồng của cô đấy à? Vợ tôi coi trọng tình bạn với các cô như thế mà các cô lại đối xử với vợ tôi như này à? Đó là do cô ta thôi. Thấy người sang bắt quàng làm họ. Chứ còn tôi thì chưa bao giờ coi cô ta là bạn hết. Cô... Một ngày là bạn thì có thể sẽ mãi là bạn. Tôi đã coi các cậu là bạn, vậy mà các cậu lại đối xử với tôi như thế à? Thôi, chuyện ngày xưa là chuyện của ngày xưa. Còn bây giờ ấy, chồng cái Thư đã là giám đốc của một tập đoàn lớn. Còn chồng tôi ấy, cũng sắp trở thành phó giám đốc của công ty rồi đấy. Còn cô thì sao? Chỉ là một nhân viên phục vụ bàn mà thôi. Này, tôi đố cậu biết ý, anh ta là ai? À, thì nồi nào úp vung đấy, chắc là nhân viên quét dọn cũng nên. Thế hóa ra các cậu thấy tôi là phục vụ ở quán cà phê nên các cậu mới đối xử với tôi như vậy à? Chẳng thế à? Chúng ta không cùng đẳng cấp đâu. Nên là từ giờ đừng tỏ ra thân thiết nữa. Vả lại, cậu đừng có bao giờ nghĩ là nhờ vả được chút gì từ tôi. Đã nghèo ấy thì cứ đi xe máy cùi cũng được, có ai nói gì đâu. Đằng này còn thuê đồ hàng hiệu để mặc, rồi đặt xe qua ứng dụng cho nó sang chảnh nữa. Chắc tốn cả tháng lương ấy nhở. Sang chảnh quá. Là phục vụ thì đã sao, đấy cũng là một công việc. Đi xe đặt qua ứng dụng thì đã làm sao, miễn là chất lượng và dịch vụ tốt là được. Các cô đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét nhá. Chúng tôi thích thế đây. Bây giờ có một số người thấy người khác giàu có, tài giỏi, lại như con chó ấy, đến tỏ vẻ ra thân thiết cơ. Thôi, các người cứ về đi. Lát nữa nếu có đồ ăn thừa ấy, tôi sẽ gọi ship ship đến cho các người. Rốt cuộc chồng của các cô là ai mà các cô lại huênh hoang như thế? Xin giới thiệu với hai vợ chồng. Chồng của Thư đây ngày hôm qua đã được bổ nhiệm làm giám đốc của Ham Group. Còn chồng của Phương đây đang là trưởng phòng kinh doanh, cấp dưới của chồng tôi. Sắp tới đây chắc cũng sắp sửa thành phó giám đốc rồi nhỉ? Thì ra là thế à? Chỉ có như vậy mà các người lại coi thường bạn học cũ của mình như thế á? Em ơi, vào trong thôi. Ơ, chủ tịch. Chủ tịch á? Đây là anh Trung, chủ tịch mới về nhậm chức ở công ty anh với cả chồng em đấy. Nhờ có anh Trung đây thì anh mới được cân nhắc vào vị trí này đấy. Dạ, ngại quá. Em cũng không định phô trương đâu. Thế nhưng mà vợ em đây lại chỉ bảo là mời mỗi người thân với cả bạn bè để chung vui thôi. Mà em lại không biết anh tới, thế nên là không đón tiếp. Thật ngại quá. Đây là chị nhà ạ? Thôi, em mời anh chị vào trong nhà hàng ạ. Đi, chị, em mời chị. Trang, mình xin lỗi nhá. Chẳng qua lúc nãy mình cả Phương ấy chỉ đùa cậu thôi. Đùa một xíu thôi mà. Trang tha lỗi cho bọn tớ nhá. Cả anh Trung nữa. Anh Trung đừng giận bọn em nhá. Đúng rồi đấy. Tớ mà biết cậu là vợ của chủ tịch ý, tớ ra tận nơi đón cậu cơ. Các cậu nói đủ chưa? Sao? Cô sẽ gì à? Trời ơi! Anh mang ơn chủ tịch như thế mà em lại có thái độ như thế với cả vợ của chủ tịch à? Dạ, chủ tịch ơi, tất cả là tại em. Tại em chiều vợ em quá, thế nên vợ em mới có những cái thái độ thất lễ với cả anh với cả chị nhà. Dạ, mong anh chị bỏ qua cho vợ chồng em ạ. Nếu các người đụng tới tôi ấy thì tôi còn nhảy tình xem xét để bỏ qua.
Nhưng vợ của cậu đã lợi dụng vị trí đó để xúc phạm vợ tôi thì tôi không bao giờ có thể bỏ qua được. Để thôi em, ở thế này không xứng đáng để em phải buồn đâu. Đi em. Sếp. Thiện Trang. Tôi nghĩ sau chuyện này các cậu đã nhận được một bài học đắt giá rồi đấy. Đừng bao giờ coi thường người khác khi nhìn vẻ bề ngoài của họ. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Mình về thôi. Để anh đặt xe qua ứng dụng hay nhá. Em giết anh rồi. Cả cô nữa. Cô cũng giết chồng cô rồi đấy, cô biết không? Ưu đãi 50% không giới hạn tại ứng dụng tại Google Play hoặc App Store.